ngày 19 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 ngày ra quân kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích trên địa bàn, đơn vị và phòng cảnh sát giao thông BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, xử lý gần 150 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí nhiều ca công tác túc trực ngày đêm ở các tuyến đường trọng điểm, đoạn đường, giao lộ thường xuyên xảy ra tai nạn. Lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 3.200 phương tiện gồm xe máy, ô tô. Trong đó, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn là cán bộ sở ngoại vụ, quân khu 7, phóng viên. Mong cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi, nhưng tất cả đều bị lập biên bản vi phạm. Khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 11, tại cơ sở sản xuất, thu mua nấm Nguyên Long, khu tái định cư xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, bất ngờ phát hỏa, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu sản xuất. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Lâm Đồng huy động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ từ thành phố Đà Lạt đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do xưởng có nhiều vật dụng dễ cháy, kết hợp gió to nên chỉ sau ít phút lửa đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng nấm rộng gần 4.000m2. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tích cực khoanh vùng, dập lửa triệt để tại một số vị trí tại xưởng nấm để đám cháy không bùng phát trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát vừa được Bộ Công an công bố kết luận điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận 5,2 triệu đô la Mỹ. Việc lộ diện hành vi nhận hối lộ có sự tố giác của cựu sếp ngân hàng SCB. Bị can Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, bị Bộ Công an đề nghị truy tố 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản cùng với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra nhận thấy nội dung sai phạm lớn nhất tại SCB là việc ngân hàng này cho vay tín dụng đối với các công ty có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Hồ sơ vay có nhiều sai phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ. Thời điểm đó, bà Nhàn đã trao đổi với Võ Tấn Hoàng Văn về các vi phạm tại SCB ở các dự án. Bà Nhàn có nói phải đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và đặt vấn đề gặp bà Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ. Bị can Văn đã đứng ra sắp xếp cho sếp gặp bà Nhàn. Được bà Nhàn giúp, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn, tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 118 tỷ đồng. Mỗi lần đưa tiền, Văn đều báo cho bà Lan biết. Bên cạnh việc đưa tiền cho bà Nhàn, bị can Văn còn đưa 390.000 đô la Mỹ cho ông Nguyễn Văn Hưng, phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước vào các dịp lễ Tết từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 9 năm 2018. Sáng ngày 19 tháng 11, tại Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp phát triển giáo dục thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023. Giải thưởng do Hội Nhà báo thành phố phối hợp với tạp chí Giáo dục thành phố tổ chức. Theo đó, giải nhất thuộc về tác phẩm thành phố Hồ Chí Minh qua 20 năm xây dựng trường, mở lớp của tác giả Lê Quang Huy, Nguyễn Tấn Thu Tâm, báo Sài Gòn Giải Phóng. Hai giải nhì thuộc về tác phẩm mập mờ tuyển sinh liên thông cao đẳng đại học của tác giả Huế Xuân Huy Lân, báo Người Lao Động, và tuyến bài thiếu giáo viên của tác giả Trần Ngọc Quý, báo Tuổi Trẻ. Các giải ba khuyến khích được trao cho các tác phẩm của các tác giả thuộc các cơ quan báo chí, truyền hình như tạp chí Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh niên, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, báo Nhân dân, Đài tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, báo Điện tử Chính phủ, truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chỉ còn hơn một tháng, cụ thể là cuối tháng 12, các lá phiếu bình chọn cho cuộc đua danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2023 ở các hạng mục nam, nữ và futsal sẽ được các cơ quan, cá nhân gửi phiếu bầu chọn về ban tổ chức giải thưởng là báo Sài Gòn Giải Phóng để chốt giải và tổ chức lễ công bố trao giải ngay sau đó. Trong số 19 cầu thủ trong danh sách đề cử quả bóng vàng nam 2023, Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Viettel, BKMX Bình Dương là những đội có nhiều cầu thủ được chọn nhất. 4 cầu thủ còn lại thuộc biên chế các đội Nam Định, Bình Định, Thanh Hóa, Quảng Nam.
Từ đây đến cuối năm, đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu quan trọng và chính thức tại vòng loại World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq. Đây sẽ là 2 trận đấu để các cầu thủ nằm trong danh sách rút gọn có dịp thể hiện mình nhằm giành lợi thế trong cuộc đua quả bóng vàng Nam 2023. Trong khi đó, nhóm cầu thủ không thi đấu trên đội tuyển quốc gia sẽ có cơ hội thể hiện tại 5 lượt trận của V-League năm 2023-2024 trước khi chốt phiếu bình chọn. Đây cũng là sân chơi lớn giúp các cầu thủ tích lũy thành tích cho chặng đường giành quả bóng vàng. Vì những cầu thủ có nhiều sân chơi hơn chưa chắc nắm lợi thế, bởi ngoài màn thể hiện của cá nhân, còn là thành tích của tập thể đội bóng. Chắc chắn cuộc đua giành danh hiệu quả bóng vàng Nam 2023 sẽ còn diễn ra gay cấn khi đây là thời điểm cuối năm. Rõ ràng đến thời điểm này chưa thể nói được cầu thủ nào có nhiều lợi thế, bởi việc thể hiện chính mình ở những trận đấu còn lại của năm sẽ quyết định tới những lá phiếu bình chọn. Theo các chuyên gia khí tượng, hôm qua ngày 18 tháng 11 là ngày lạnh nhất ở miền Bắc, còn hôm nay là ngày lạnh nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam trong đợt không khí lạnh thứ hai này. Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong hai ngày nay là do không khí lạnh ở miền Bắc và miền Trung khuếch tán mạnh xuống phía Nam. Trên vùng biển Nam Bộ đã ghi nhận gió Đông Bắc, gió chướng, mạnh cấp 6, cấp 7, giật tới cấp 8, cấp 9. Tại miền Bắc, sáng ngày 19 tháng 11, trời tiếp tục nắng đẹp kèm không khí lạnh tại Hà Nội và đồng bằng, đến rét ở vùng núi cao. Tại Bắc Trung Bộ, sáng nay nền nhiệt cũng xuống rất thấp. Bà Lữ Trang, cán bộ thuộc Đài Khí tượng, Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhiệt độ thấp nhất sáng ngày 19 tháng 11 tại Quan Hóa còn 12,5 độ C, Yên Định 14 độ C. Trời rất rét. Đồng thời, các trạm đo ở miền Bắc cũng đã ghi nhận nhiệt độ xuống thấp,